Nguyễn Sáu mà. Nguyễn A Sáu, xin mời tiếng Anh Nam. Kính thưa các thầy cô, các cô chú nhân viên nhà trường, thưa các bạn học sinh thân yêu, hôm nay em rất vinh dự khi được đứng đây dưới mái trường trung học cơ sở Tam Quang Thân Thương này, đại diện cho thi đội lớp 7A6, chúng em bày tỏ những cảm xúc của mình trong ngày 20 tháng 11 đầy quan hệu. Tháng 11 lại về, mang theo con gió mùa thu nhẹ nhẹ mưa mang trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng đều mình về những người thầy, người cô cũng như các cô chú, cán bộ nhân viên trong trường. Những người luôn tận tâm chăm sóc và dạy dỗ chúng em, có một nghề bụi phấn bán đài tay, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý ấy là nghề giáo viên. Chẳng ai biết đã yêu quý gọi những người thầy, người cô giáo là những người chèo đò thầm lạnh mà sao kê được, mà sao ca được quá, để cả một cuộc đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông dẹp bến bờ đi thức và nhiệt huyết của một tấm lèo. Chuyện xưa nên thế gian trôi không lập như chuyện một thời đất xưa, nhiều người chờ trắng đón xưa. Mặt cao buổi sáng buổi trưa rơi nhiều. Thầy cô vẫn thế ngày ngày đón đưa từng chuyến đò quét sông không ngừng nắng. Nắng mưa sương gió mà đâu hay mái tóc lạ ngã màu phôi pha, hồi lưỡi bóng đâu hay tháng năm đã hàng sâu trên khuôn mặt khóe mắt cô thầy. Nếu có ai hỏi em về những người thầy vĩ đại của cuộc đời mình, em xin kể về những thầy cô, những cô chú nơi mái ấm nhà trường này. Dưới mái ấm thân thương này, chúng em được khám phá thế giới diệu kỳ của tri thức nhân loại với tất cả lèo say mê. Thầy cô đã mở ra cho chúng em muôn vàn những điều mới lạ, bổ ích và kỳ thú bằng ngọn lửa nhiệt huyết và tấm lòng yêu thương. Thầy cô đã giảng dạy cho chúng em bao điều hay để phải giúp chúng em tiếp cận và lĩnh vực hội tri thức, khơi dậy cho chúng em những khát vọng khôn cùng. Thầy cô đã cho chúng em cách cư xử lễ phép, dạy cho chúng em biết nâng niu một cành hoa, biết yêu thương một loài, biết yêu thương một tiếng chim ca buổi sớm, chỉ cho chúng em biết giá trị của một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của tình yêu thương. Cho mắt học trò chúng em chiếc bảng đen viên phóng trắng, vừa là trí tuệ vừa là tự tâm, là đức độ của người thầy. Những bài học làm người quý giá ấy chúng em luôn khắc phúc quy tánh tùy, đó sẽ là hành trang theo chúng em suốt cả cuộc đời. Nhờ bảo ban chăm sóc của thầy cô, chúng em đã trưởng thành qua từng ngày từng tháng. Chúng em hân hoan trong tiếng cười rộn rã của bạn bè, hạnh phúc trong lời nói dịu dàng và ấm áp của thầy cô, và sự quan tâm sâu sắc của các chú cán bộ với chúng em mỗi ngày được học tập vui chơi mái trường này thực sự là một ngày vui. Thầy cô ơi, chúng em vẫn hình dung được vào những ngày hè oi ả, những đêm mùa đông rét buốt, trong tiếng rã rít của côn trùng, thầy cô vẫn miệt mài bên trang giáo án tìm ra những phương pháp bổ ích để dạy cho chúng em những bài học làm người. Chúng em vẫn hiểu biết những lời mà thầy cô nói. Chúng em xin cảm ơn thầy cô. Xin sau đó cũng là một lời xin lỗi thầy cô vì chúng em biết tâm cô biết còn đâu đó hơn ngay với những phương giải của trẻ con không biết bao nhiêu lần. Chúng em làm thay thầy cô quyền lòng và cũng đã bao lần hết thầy cô tha thứ cho chúng em bằng lòng bao dung và tình yêu thương tha thiết. Cuối cùng nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11, xin thay mặt cho tập thể lớp bé xíu chúng em bé xíu chúc các thầy cô hạnh phúc khỏe mạnh và những tay trường trên sông mê mang của sự nghiệp trồng người thầy cao cả. Vâng, thầy cô vẫn mãi là những người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn.